tất cả lợn đẻ ra đều cháy như thế này, và cương vú có những con chết đấy, cháy như này. Con này là con cuối cùng đây, con hôm vừa rồi hôm qua hôm kia chết. Nhập khẩu vị của đơn vị nào ấy? Của trại ở Hưng Yên. Đẹp ở Hưng Yên. Đẹp đấy, không xuất tận nơi nhập toàn thành con. Mất của một em này là đi vệ sinh ra cái cục trắng không nọ đấy. Sao cả? Nhưng con này là cũng kém lắm. Nhưng mà bây giờ từ giờ là đi nhập lấy hết, tức là tờ khỏe. Lô trước này nhập cũng đẹp lắm, nhưng mà sau vừa rồi dính phát đi đấy. Còn đây em này đấy, tất cả các lợn đẻ ra gần như là em nào cũng bị cháy này. Tất cả lợn đẻ ra đều cháy như thế này, và cương vú có những con chết đấy, cháy như này. Mà mình tiêm KC hạ sốt rồi tiêm xếp các thứ, tất cả các con đẻ ra đều cháy và đỏ ửng như thế này. Rồi đó, nói chung là lần mới đây mới đây thì không đây, có lợn con thì đấy đẻ ra đẹp lắm. Có phải lợn con đẻ ra gần như là siêu đẹp luôn, không hiểu sao nó chết dần và nó cháy mông như kiểu này này, và sưng chân. Thứ nhất là bị như này, khiến xong bị sưng cháy, và có con chết, có một con chết. Và đấy là số là sưng chân thì là do glasser, là do nhiễm tai xanh trước đây chân mình. Không, để xuống không nó đau lắm. Không, cuối cùng là bị chết. Thì con này là con cuối cùng đây. Sau khi anh tiêm mũi vaccine gì thì nó bị? Đợt đấy là chưa tiêm vaccine này, gì. Đợt này là tiêm ta đầu tiên, là gần như là tất cả các lần con là mình đều tiêm Psycho đầu tiên. Bắt đầu mình đến xuyên. Lợn đẻ mình cứ đồ 5-7 ngày tiêm Psycho đầu tiên. Sau đó mình xuyên đi, tiêm vẫn quy trình vẫn nhúng ngày xưa. Không hiểu tại sao mà cái này tiêm ra xong nó bị như thế này. Nó lên đẻ thì bình thường, cứ đẻ xong rồi nó đẻ. Cứ đẻ xong bắt đầu độ 2-3 ngày là bắt đầu nó cương dần bắt đầu nó mới cháy, chứ không phải là cháy ngay mà nó cương. Chuồng nhà mình là bị nó bị cái vấn đề này này. Anh không can thiệp bất kỳ cái gì, nó quá đáng cả. Đúng rồi, nhưng mà cứ đẻ lợn là đẻ nhé. Nhưng mà lợn nó cứ đẻ xong là nó bị sốt. Cái biểu hiện này là biểu hiện của viêm vú, nhưng mà không phải là viêm ở bầu vú mà viêm ở phía bên ngoài. Bên ngoài là do nó sốt quá rồi, kể cả lợn con. Thì cái hiện tượng này được gọi là hiện tượng cái vi khuẩn kháng sinh ấy. Kể cả anh làm vaccine, anh có đụng chạm gì đến vaccine Trung Quốc đấy. Có nghi ngờ là mình bị nhờ Nam Mốc thì bắt đầu chuyển nó toàn bộ tiêm xếp hết. Toàn bộ tiêm xếp thì vẫn không ăn thua gì. Lần này từ lúc nó đẻ thì anh phải làm khác đi một chút. Thứ nhất là con lợn của anh vào đẻ béo quá. Này, cái béo là nó sinh ra rất là nhiều thứ bệnh, béo quá. Sau đó là nó béo ấy, thì nó trước khi vào đẻ nó đã có hiện tượng viêm vú rồi. Có nghĩa là cái chỗ này nó phù nề ra. Nó phù ra rất là căng. Sau đó là phù thì nó đi cái đó. Hỏi thì mấy anh em bên kỹ thuật kia cũng nói chuyện là do là mình cho ăn con nái lúc mà nó đẻ béo quá và cho ăn hơi nhiều. Đúng rồi. Là mấy anh em cũng nói. Cái nguyên nhân chính là béo quá rồi. Còn lợn nhà, cái bầy lợn con ấy, anh đừng thiến nữa. Lứa này không thiến. Đến cái khi cai sữa em hướng dẫn cho anh cách thiến nhá, để cho nó vượt qua cái giai đoạn mẫn cảm đi. Con mẹ đang bị chết như thế, con nữa thì lứa sắp tới, sắp đẻ này. Đứa sắp tới sắp đẻ, có hai cái giải pháp để anh thiến. Đẻ ra anh thiến luôn. Hoặc là cai sữa, trước khi cai sữa thì anh mới thiến. Chứ lần mẹ đang thế này anh chọc vào anh thiến dính hết. Nó bị chết đúng không? Nó chỉ có vấn đề đó là thức ăn. Anh tròn béo quá. Giảm bớt đấy. Thì mấy anh em kia quý thật cũng nói là mình giảm bớt béo quá. Cái cách cho ăn là thế này nè. Lợn từ lúc phối giống xong đến 70 ngày, đối với cái bọn mà nái đang khai thác này, anh chỉ ăn 1.4 thôi, một ngày thôi. Như thế. Từ 71 ngày đến 100 ngày là anh cho ăn lên 2.4. Đấy, từ 101 đến 110 ngày là anh điều chỉnh. Béo là anh giảm xuống. Bụng bé anh giảm xuống, gầy anh tăng lên, bụng to anh tăng lên. Đấy, tăng lên 4 đến 5 lạng nữa. Hoặc là giảm đi 4 đến 5 lạng. Khi vào đẻ người nó cứ hao chỉ một bụng hỏng thôi thì nó mới ổn được. Cái bệnh này của anh là bệnh nhà giàu. Nhà mình là bán lợn là to nhất khu vực này, tức là toàn ba tạ, ngoài ba tạ của này. Lợn nhà anh vừa rồi cân ai cũng sợ. Lợn nhà anh là lợn bệnh này là bệnh của nhà giàu. Không phải là nuôi con mà đưa xuống bán còn 330 cân. Chính mình nói đây nuôi con đấy, đang nuôi con đấy, to mức độ đấy không.
tất cả anh nhìn này, anh mà theo dõi ở trên cái cộng đồng chăn nuôi Thịnh Vượng ấy, mình cũng nghĩ là nó béo, là béo nó sẽ quá. Nó sẽ cho con nhanh lớn. Nhớ lợn mẹ béo thì con không bao giờ to, sữa không bao giờ tốt và liên tục trục trặc. Của anh chỉ là vấn đề này thôi, nó có khó đâu. Lợn nhà bác ấy là anh chuyển cái giai đoạn cám đẻ sớm quá. Mấy ngày? Nếu như mà anh cảm thấy là cám đẻ nó xuống màu sữa sớm quá, anh có thể đến lúc mà nó trước ngày đẻ anh mới tập ăn cho nó. Đây là anh cho ăn trước bao nhiêu ngày? 10 ngày đến 15 ngày. Đây, cái nguyên nhân nó là thế này. Cho ăn cám đẻ sớm quá và sữa nó căng sớm quá thì nó dính vào cho ăn tốt. Ui, viêm lép hết. Con này không chết, những con nái khác còn chết. Đúng rồi. Chết. Nguyên nhân là giàu mày quá, nhiều tiền quá. Sàn vớt cho em. Thế ạ, ôi giời ơi. Chết. Còn cái bọn hậu bì nhá. Nhớ này, phối giống xong đến 70 ngày chỉ được ăn 1 cân 2 một ngày thôi. Con này thể trạng vừa chưa? Thể trạng con này là vừa. Vâng. 1 cân 2 một ngày, từ 71 ngày đến 100 ngày thì là ăn 2 cân 2 thôi. Nó gầy quá, nó không nên giống. Giảm 2 lạng, không phải. Con này giảm đi một tí nhất chứ. Đâu? Anh cho ăn thoải mái đi, thoải mái đi. Nhưng mà phối giống xong thì mới giảm cơ mà. À, phối giống xong là giảm. Ừ. Okay. Phối giống xong rồi mới giảm. Và bầy lợn của anh chắc chắn là nó luôn luôn trục trặc. Kể cả cai sữa xong tỷ lệ lên giống vẫn thấp. Ngày xưa thì chuẩn lắm. Ôi giời ơi, sao khoảng gần 1 năm nay bắt đầu nó có vấn đề. Vì bác cho ăn béo chứ thôi. Chỉ 3-4 ngày là lên giống và đẻ gần như là vừa rồi bắt đầu hoảng lô đấy là 15-16 lứa. Từ bắt từ 2016 không hoảng rồi. Không hiểu tại sao gần 1 năm nay là nó bị thế, còn trước đây gần như là nái bền lắm. Anh có biết vì sao mà 6 lứa không ạ? Anh có biết vì sao mà các trại họ phải thuê kỹ sư không? Tại vì công nhân thì người ta sẽ chỉ cho hết tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà nó hay đi lạc đường lắm. Cứ đi lệch lệch này, kỹ sư nó lại tát cho cái nắn đi thẳng thẳng thế này, lệch sang bên này nó lại tát cho cái. Đấy là người ta chỉ có nắn để đi thẳng đường thôi, còn của các bác mà không có người nắn ấy, đi vẹo 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 đi, đi theo cảm giác đó, không được đi theo cảm giác. Cái nguyên nhân chính của nhà mình có hai nguyên nhân: một là nái vào đẻ béo quá, thứ hai là chuyển cám đẻ sớm quá. Anh chuyển khoảng 3 ngày trước khi đẻ thôi nhá.